Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tính năng tên là Restriction trên iOS. Thì cái tính năng này nó có tác dụng là giới hạn một số việc mà người dùng có thể thực hiện trên chiếc máy iOS của mình. Restriction đã xuất hiện trên một số bản iOS trước đây, nhưng trên iOS 7 thì nó đã được cải tiến để mà linh hoạt hơn và cung cấp cho chúng ta nhiều cách giới hạn hơn. Bây giờ mình sẽ trình diễn và hướng dẫn các bạn sử dụng cái tính năng này. Đầu tiên, để vào phần Restriction thì các bạn sẽ truy cập vào phần cài đặt, phần setting của máy. Sau đó ở thẻ General thì chúng ta sẽ kiếm phần Restriction. Nếu các bạn sử dụng lần đầu tiên thì các bạn sẽ được yêu cầu nhập một cái passcode vào đây. Các bạn lưu ý là cái mật khẩu để truy cập vào Restriction thì nó khác với lại mật khẩu để vào lock screen. Các bạn có thể cài đặt hai thứ này độc lập với nhau. Ở đây mình đã thiết lập sẵn rồi. Và đây là giao diện chính của phần Restriction của chúng ta. Trên cùng là phần Disable Restriction để chúng ta vô hiệu hóa cái tính năng giới hạn, tức là tắt hoàn toàn luôn. Cũng phải nhập passcode. Và đây là nó đã vô hiệu hóa hết. Giờ mình sẽ bật lại. Rồi, ở phần Allow ngay bên dưới này các bạn thể thấy rất là nhiều cái biểu tượng. Thì nó là mục để cho phép chúng ta bật tắt một số cái thành phần của hệ thống. Ví dụ như nếu mà mình tắt cái Safari này đi thì người dùng sẽ không thể nào chạy được cái ứng dụng gì web Safari lên. Nếu mình tắt camera đi thì người dùng sẽ không thể sử dụng cái tính năng camera và cả FaceTime luôn. Tương tự, ở vòng dòng iTunes Store thì người dùng sẽ không thể mua được những cái nội dung từ kho iTunes. Ở đây là không thể mua được nội dung từ kho iBook. Nếu mà mình tắt cái tùy chọn này đi thì người dùng sẽ không được quyền cài đặt cái ứng dụng từ bên ngoài vào, không được quyền xóa ứng dụng, không được quyền mua những cái nội dung trong in-app. Và nếu mình tắt này đi thì người dùng sẽ không thể sử dụng được Siri. Thì giả sử ở đây mình đã tắt cái tính năng Safari đi rồi, giờ mình sẽ thoát ra ngoài và mình thử chạy Safari lên. Đó, các bạn sẽ thấy cái biểu tượng Safari nó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi màn hình chính của chúng ta luôn, ngay khi chúng ta tìm kiếm bằng Spotlight. Thì ứng dụng Safari nó cũng không hiện ra ở đây, tức là chúng ta không có cách nào để chạy Safari lên được hết. Vậy thì cái phần Restriction này nó hữu dụng khi nào? Khi các bạn muốn giới hạn người dùng không được phép dùng một thứ gì đó trên máy. Chẳng hạn như bạn đưa cái máy iPad này cho con của bạn chơi và bạn không muốn bé truy cập web, chỉ được sử dụng một số game nào đó vậy thôi, thì các bạn sẽ tắt tính năng Safari này đi. Tương tự, nếu như mà cái máy iPad của chúng ta được dùng trong công ty và bạn cài đặt một số cái ứng dụng đặc biệt chỉ dùng cho công việc và bạn không muốn cho nhân viên sử dụng iPad để duyệt web, thì Restriction sẽ giúp bạn làm được điều này. Vậy chúng ta sẽ quay trở lại với Restriction. Mình sẽ bật cái này lên lại. Thì mình sẽ nói tới phần Allow Content. Phần Allow Content này nó sẽ cho phép người dùng iOS xem được một số nội dung mà do bạn giới hạn. Ví như ở đây sử dụng hệ thống rating, hệ thống đánh giá của Mỹ. Thì phần lớn người Việt chúng ta sử dụng nội dung như là hình ảnh hay là phim, nhạc gì đó thì phần lớn là chép từ bên ngoài vào. Do đó những cái phần này mình sẽ không nói kỹ. Mình sẽ tập trung nói về phần website, bởi vì nó cho phép chúng ta chặn một số cái trang web nhất định và giới hạn việc duyệt web của Safari lại. Mình sẽ vào phần website. Ở đây có phần All Website, tức là cho phép người dùng iOS truy cập vào tất cả các website trên thế giới. Ở phần Limit Adult Content là giới hạn lại những cái nội dung người lớn. Ví dụ như đây, ở phần này thì Apple họ sẽ thiết lập sẵn cho chúng ta một số cái trang web bị chặn và một số cái từ khóa tìm kiếm không được sử dụng. Giả sử như đây mình chọn Limit Adult Content, bây giờ mình sẽ mở Safari lên lại. Giả sử mình như mình tìm kiếm Google với từ khóa là sexy. Thì các bạn có thể thấy Safari nó hiện lên chữ Restricted Site và thông báo cho người dùng biết là chúng ta không được phép tìm kiếm từ khóa này.
Tương tự như vậy, các bạn khi các bạn truy cập một số trang web có nội dung người lớn, nội dung khiêu dâm không lành mạnh thì Apple cũng chặn sẵn chúng ta. Tất nhiên là bạn cũng có thể vượt qua một số cái thiết lập sẵn đó. Giả sử như bạn có một trang web nào đó Apple chặn nhưng mà bạn nghĩ rằng trang web đó là trang tốt, thì các bạn có thể vào lại phần website. Ngay bên dưới thì chúng ta có phần Always Allow với lại Never Allow. Thì Always Allow là luôn cho phép Safari truy cập một trang web nào đó, và Never Allow thì ngược lại là không bao giờ cho phép truy cập một trang web nào, ngay cả khi mà Apple cho phép cái trang đó được truy cập. Cuối cùng là Specific Website Only. Đây là mức giới hạn cao nhất và người dùng thiết bị iOS chỉ được phép truy cập vào những trang web mà chúng ta chỉ định ở đây. Apple họ có để sẵn chúng ta một số trang web, và để thêm một cái trang web mới nào đó thì các bạn chọn một phần Add a Website. Ở đây chúng ta có thể gõ tiêu đề và đường dẫn. Để xin tiêu đề của mình là tinh tế. Đường dẫn là tinh tế.vn. Rồi. Giờ mình sẽ quay trở lại với Safari. Bây giờ mình sẽ chọn vào trang tinh tế. Thì bạn thấy thấy là website có thể được tải lên một cách bình thường. Chúng ta có thể duyệt trong cái website này giống y như là bình thường. Nhưng mà khi mình muốn truy cập một trang web nào đó khác, giả sử như truy cập vào trang VnExpress, thì bây giờ trang web sẽ bị chặn lại và chúng ta không có cách nào để tải cái trang này lên. Hồi nãy trong cái danh sách đó có thêm một số trang web khác, thì tất cả những trang web đó nó sẽ hiện ở phần favorite này, thay thế cho cái favorite bar bình thường của chúng ta. Quay lại với restriction. Giờ mình sẽ nói tới phần privacy. Thì phần privacy nó cho phép chúng ta thiết lập quyền riêng tư của người dùng thiết bị iOS. Ở đây chẳng hạn như mình chọn phần location service, thì nó sẽ cho phép chúng ta thiết lập những ứng dụng nào được phép truy cập vào dữ liệu vị trí địa lý của chúng ta. Hay như camera hay là Evernote thì nó sẽ sử dụng vị trí địa lý để mà gắn lên bức ảnh, gắn trực tiếp lên bức ảnh hoặc là gắn lên cái ghi chú của chúng ta. Nếu các bạn lo ngại quyền riêng tư của mình, sợ lộ một số thông tin nào đó thì bạn có thể tắt nó đi. Giả sử như Facebook, mình không muốn bạn bè mình biết là mình đang ở đâu. Lúc mình đang status thì mình sẽ tắt cái location service này đi. Bạn cũng có thể tắt hoàn toàn location service luôn, nhưng mà như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới một số tính năng của ứng dụng trong hệ thống, thì bạn có thể cân nhắc khi sử dụng tính năng này. Tương tự cho những phần contact là cho phép những ứng dụng nào đó được phép truy cập vào cái danh bạ của các bạn. Thì đây các bạn có thể thấy một số cái ứng dụng được mình cho phép nó truy cập vào contact của mình. Nếu không muốn một cái ứng dụng nào đó truy cập vào thì bạn có thể tắt nó đi rồi thôi. Tương tự ở đây là phần calendar là dữ liệu là lịch của các bạn, reminder là dữ liệu nhắc nhở, photo là ứng dụng ảnh, bluetooth sharing là sử dụng tính năng bluetooth, microphone là cho phép hoặc không cho phép một số cái ứng dụng nào đó sử dụng micro trên máy của chúng ta. Cuối cùng là phần allow change. Thì phần này cũng tương tự như phần privacy ở trên, tức là nó sẽ cho phép người dùng được quyền hoặc không được quyền thay đổi một số tùy chọn liên quan tới tài khoản, tức là bạn sẽ không thể thêm tài khoản email hay là tài khoản exchange mới vào máy. Còn Find My Friend là không thể thay đổi những cái thiết lập của cái ứng dụng Find My Friend. Background app refresh là không được quyền hoặc là được quyền thay đổi những cái tùy chọn về về thao tác chạy đa nhiệm của iOS. Và volume limit là tinh chỉnh cái mức giới hạn của âm thanh. Hai tùy chọn này liên quan tới game center. Nếu các bạn tắt cái multiplayer game đi thì người dùng sẽ không thể chơi được các trò chơi mà yêu cầu nhiều người dùng kết nối internet. Còn nếu tắt cái adding friend đi thì sẽ không cho phép người dùng thêm những cái bạn bè mới trên game center. Hôm nay mình cũng muốn nói với các bạn cái tính năng mới, nó không thuộc restriction nhưng nó cũng giúp chúng ta giới hạn được một số cái tính năng của một app nhất định nào đó. Đó là tính năng tên là và phần accessibility, tìm phần guided access. Đó là tính năng mà chúng ta muốn sử dụng. Thì tính năng guided access này nó cũng yêu cầu thiết lập passcode, và passcode này cũng độc lập, không liên quan tới lock screen, cũng không liên quan tới restriction.
thì mình sẽ thiết lập cái passcode trước cho nó. Bây giờ giả sử như mình muốn trong Safari thì người dùng thiết bị iOS không được phép mở cái bookmark của mình ra, không được phép truy cập vào iCloud Tab. Để kích hoạt Gated Access và thực hiện những cái mục đích như mà mình mới vừa nói thì các bạn phải nhấn nút Home 3 lần. Thì một thông báo tên là Gated Access Started sẽ hiện lên. Chúng ta nhấn thêm một lần nữa, chưa cập nhật passcode. Thì đây là giao diện để chúng ta điều chỉnh cái Gated Access, điều chỉnh cái giới hạn. Giả sử như mình không muốn cho người dùng thiết bị của mình truy cập vào bookmark và iCloud Tab, mình có thể vẽ những cái hình tròn xung quanh cái nút mà mình muốn vô hiệu hóa. Đây, đó, vô hiệu hóa hai nút này. Bạn cũng có thể vẽ bất kỳ nơi nào trên giao diện của ứng dụng. Giả sử như mình vẽ một cái hình tròn lớn ở đây cũng được. Đó, thì tùy cách mà các bạn muốn giới hạn cái phần nào trên giao diện thôi. Rồi, sau khi mà mình đã vẽ xong như thế này, mình có thêm một số cái tùy chọn ở dưới này. Đó là vô hiệu hóa hoàn toàn cảm ứng, tắt cái tính năng xoay. Ở đây tùy chọn liên quan đến từng ứng dụng khác nhau. Ở đây Safari thì nó có tắt tính năng tìm kiếm tự động trong từ điển. Sau khi mà đã hoàn tất rồi thì các bạn nhấn nút Resume. Thì bây giờ những cái phần này sẽ không thể chẹt chọn vào được. Mình chọn những cái thẻ khác thì vẫn được đó. Nhưng mà nếu mà mình nhấn vào những cái vùng có màu tối này thì không được. Còn muốn kết thúc cái tính năng Gated Access thì chúng ta cũng nhấn nút Home 3 lần, cũng nhập mật khẩu, sau đó nhấn nút End ở góc trên này là xong. Thì đó là về những cái tính năng giúp chúng ta giới hạn những chức năng của iOS. Hy vọng các bạn sẽ làm thành công. Xin cảm ơn các bạn.